chào quý vị khán giả, chúng ta đang được gặp nhau trong chương trình Điều Con Muốn Nói. Thưa quý vị khán giả, sẽ có rất nhiều những câu chuyện được kể tại Điều Con Muốn Nói và chúng ta sẽ dành không gian này, thời gian này để lắng nghe chia sẻ của các con. Đối với các bé ở độ tuổi nhỏ thì các con có những cái tâm sự nó rất là đáng yêu, nhưng mà ở lứa tuổi dậy thì có lẽ đây là một giai đoạn khá là nhạy cảm, đòi hỏi cha mẹ luôn phải đồng hành và quan tâm sát sao đến con cái của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chào đón một người bạn đồng hành đã rất là thân thiết cùng với Ốc Thanh Vân trong rất nhiều chương trình, và đặc biệt là đối với Điều Con Muốn Nói, chúng ta sẽ cùng chào đón tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Hồi nãy là nghe Ốc nói là cái đối tượng mà ban nãy Ốc rất là nhấn là các bạn tuổi dậy thì, đúng không? Nhưng mà thôi, tóm lại là bữa nay có gặp được cái đứa dậy thì thiệt không? Tôi nghĩ là có. Chúng ta sẽ cùng chào đón cô bé Gia Linh. Dạ con chào cô Ốc Thanh Vân, cô Tô Nha. Chào Gia Linh, con ngồi ở giữa đi. Lúc mà con bước lên thì cô vẫn còn chưa kịp nhìn con. Cô bận nhìn này nè, lo lắm. Bởi vậy tao nói có tuổi rồi lo lắng cái gì không biết nữa. Con ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ràng là không thoải mái. Vậy thì những điều nào con cảm thấy con lăn tăn khi con không có nói ra được hết với ba mẹ của con thì con có thể nói vào ngày hôm nay? Con thấy con với lại mẹ có khoảng cách. Con vẫn thân với ba hơn là mẹ, vẫn nói chuyện được. Tại sao? Tại sao với mẹ con lại không có thoải mái như với ba? Con nghĩ là mẹ con là một người rất là thực tế, nên là khi mà con nói ra mẹ sẽ suy nghĩ một cách rất là thực tế luôn. Còn con thì vẫn còn bồng bột lắm, nên là mỗi lần con nói thì mẹ tâm sự với con cũng không có được nhẹ nhàng lắm. Giống như kiểu con biết là mẹ lo cho con, nhưng mà mẹ tâm sự với con giống như là mẹ cấm con không làm được vậy, chứ mẹ cũng không phân tích cho con là nên như vậy nên như nọ. Còn ba con thì có phân tích với con này nọ. Thế sao con không nói cho mẹ con biết là mẹ ơi con không muốn như vậy? Cái điều con muốn là được chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Dạ, con giờ con không thích chia sẻ với mẹ con nữa. Con chỉ kể những cái chuyện vui vui cho mẹ con nghe thôi, chứ tâm sự là ít. Bạn thân của con thì con tâm sự với bạn đó thôi. Tại vì cái mấy lần con có tham gia mấy cái lớp học về tâm lý thì người ta có kêu con là nếu mà thích gì thì cứ nói thẳng với mẹ đi, hay là tâm sự với mẹ đi. Con cũng muốn vậy lắm, nhưng mà con cảm giác như con không thể tâm sự được với mẹ, rồi dần dần con không thích tâm sự với mẹ luôn. Nó là như vậy á. Nhiều cái gì mà nó buồn hay nó không muốn thì mình biết hay sao. Mình có hỏi con trong những cái trường hợp đó không? Như lúc mình không biết, khi mà mình phát hiện ra chút xíu á thì mình hỏi thì nó cũng né. Nó cũng né, nhưng đôi khi nó không, cái chuyện nó không sao con giải quyết được rồi mẹ, nói vậy á. Và trong khi mình nói là bất cứ chuyện nhỏ lớn gì con cũng phải nói cho mẹ biết. Nó già, em cảm giác như là nó có vẻ nó già dặn hơn cái tuổi luôn. Và cái việc con già dặn hơn tuổi là một cái nỗi lo hay là một cái niềm vui? Theo em thấy thì theo như Gia Linh thì em cảm thấy em vui hơn. Tại vì nó biết lo, nó biết suy nghĩ. Như cái tuổi này người ta thường nói là nó giống như là vậy thì nó cũng ương ngạnh hoặc là này nọ, cũng tụ tập bạn bè. Nhưng mà nói chung nó cũng biết la rồi tâm sự nó cũng biết, nó cũng sợ mình buồn. Nhưng mà con có nghĩ như vậy thì nó sẽ làm cho tình cảm mẹ con bị xa cách không? Dạ, con không nghĩ sẽ làm xa cách. Tại vì con vẫn nói chuyện vui vẻ, mẹ kể cho mẹ những chuyện vui. Còn những cái chuyện mà con buồn thì con ít kể lắm. Còn cái chuyện mà mẹ con soi con quá nhiều thì thường mẹ sẽ soi vì điều gì? Dạ, hồi đó mẹ cứ giám sát con nhiều quá. Nhưng mà bây giờ con biết là cái đó là mẹ muốn tốt cho con. Thì hồi đó con chỉ xài Facebook với mẹ thôi. Thế bây giờ mẹ vẫn kêu con xài Facebook với mẹ để mẹ giám sát, mẹ sợ con sẽ nhắn tin bậy bạ. Nhưng mà con nghĩ là con tự quản lý mình được, ý là con cũng không có bị xa vào mấy cái hư hỏng. Tại vì thật sự nếu mà xa vào mấy cái hư hỏng thì đến bây giờ con cũng không có được ngoan hơn. Mấy cái mà thực sự là qua 18 tuổi con nghĩ mới làm được cô, giống như là đi vũ trường hay này nọ. Ở trường con cũng có, nhưng mà con không có làm theo vậy. Con muốn cho mẹ con biết là con thật sự rất là ngoan, con tự biết bảo vệ chính mình. Nhưng mà con nghĩ là thực sự là mẹ chưa thấy điều đó ở con. Trời ơi, cô nể con quá Gia Linh ơi. Con nói ra được những cái điều này, con có thể tự quản lý được mình nè. Con sẽ không sa vào những cái điều hư hỏng mà thực tế luôn ở tuổi của con là các bạn đôi khi cũng có đi chơi những cái nơi gọi là quẩy đúng không? Yeah. Nhưng mà thật sự nó là vũ trường và sẽ dành cho các bạn từ 18 tuổi trở lên. Và thậm chí có nhiều bạn còn tìm mọi cách để cho mọi người tin rằng là bạn đó đã trên 18 tuổi để được vào những chỗ như vậy. Và nếu mà vào những nơi như vậy, gặp những người bạn như vậy thì những cái chuyện khác nó có thể xảy đến. Thì con ở tuổi này chắc con cũng đã biết rồi. Con có bị rủ này nọ nhưng mà con không làm, tại vì con thấy nó thật sự rất là vô bổ. Và con phân biệt được cái nào xấu, cái nào là tốt. Và con có thể tự chọn lọc. Tức là việc mà mẹ con kiểm soát và rào hết tất cả mọi thứ của con, nó làm cho con cảm thấy bị ức chế. Trong khi bản thân con không phải là một đứa trẻ mà mong muốn được làm những cái điều nó như vậy đúng không? Nhưng mẹ con đã bị mặc định rằng là kiểu gì Gia Linh của mẹ cũng sẽ như thế. Cho nên là mẹ mới muốn kiểm soát con. Dạ. Nãy giờ cô Tô Nha và mẹ có nghe được những cái từ khóa mà bạn Gia Linh đã nói trong cái đoạn hội thoại vừa rồi không ạ? Tương ứng với từng cái từ khóa đó thì mẹ cũng có những cái tâm tư ở một cái phía đối trọng lại như vậy. Con chỉ mới được xài Facebook riêng cách đây vài tháng thôi, đúng không? Cái file đó con chỉ để nhắn với bạn bè thôi. Thì bạn bè con hay nói là nhắn tin mà để mẹ đọc hoài vậy, chứ không có nhắn bậy bạ. Facebook đó mẹ có biết mật khẩu không con? Mẹ cảm thấy như thế nào khi bé có một cái Facebook riêng ạ? À, lúc trước em không có cho nó xài Facebook riêng. Facebook ý nghĩa là hai mẹ con xài chung á. Rồi cái mỗi lần nó nhắn bạn bè riêng, nó nhắn xong nó xóa, nhắn xong xóa vậy nè, nhắn xóa, nhắn xóa. Mình muốn không có phải là mình kiểm soát gì mà mình muốn thử mình cái mối quan hệ bạn bè của bé như thế nào nhiều lúc. Tại vì thấy nó cũng nhiều bạn bè lắm, từ trên trường tới nghệ thuật này nhiều. Mà bạn bè bình thường vui vẻ, chơi vui cũng có, mà bạn bè giống như nói xấu nhau hay là tụ tập 3-4 đứa là phe chia nhóm như vậy nè, rồi gây rồi nói qua nói lại cũng có. Nên là mình sợ là mình cũng nói chuyện với nó nhiều lắm, rồi không cho nó xài Facebook. Rồi nó cứ lập Facebook riêng, mình biết cái la nó xóa. Sau này mới cho nó xài riêng, mà nó cũng đâu có cho biết mật khẩu đâu, cũng không chưa kết bạn nữa. Chưa kết bạn nữa. Nhưng mà em hỏi thật mẹ là hồi nãy khi mà Gia Linh nói đã lâu rồi không có tâm sự, không có chia sẻ với mẹ được và cũng cảm thấy không có muốn chia sẻ với mẹ nữa, thì cái cảm giác của mẹ lúc đó như thế nào? Gia Linh cũng lúc trước cũng có tâm sự, nhưng mà theo cái cảm giác của em thì bé chỉ nói toàn những chuyện vui vui hay là nói chuyện nào cho mình yên tâm vừa lòng vậy đó. Như là còn những cái chuyện mình bạn bè hay là trên trường gây lộn đánh lộn hay là có những cái gì á, nó không nói. Tới khi mà nó chịu hết nổi rồi thì nó mới khóc mới nói, thì mình để mình giải quyết. Thì mình vấn đề là mình chỉ sợ như đó thôi, mình nói từ chuyện nhỏ chuyện lớn gì con phải nói cho mẹ biết để mẹ giải quyết. Sau khi ngày hôm nay Gia Linh nói là thực ra có rất nhiều thứ con không thể nói với mẹ và con cũng không dễ chịu khi nói với mẹ. Mẹ có mong muốn rằng là con sẽ thay đổi và chọn mẹ là cái người đầu tiên để nói chuyện không? Tất nhiên là em, bé bất cứ chuyện gì bé cũng tâm sự, em cũng không hiểu tại sao mình khó tâm sự với mẹ hoặc là không muốn tâm sự với mẹ hay là tại sao cái đó là thực sự tới giờ phút này cũng chưa hiểu vấn đề đó. Mẹ có nhớ một lần nào mà hai mẹ con thật sự mà chia sẻ với nhau thoải mái và trọn vẹn nhất thì cái lần đó là lúc nào mẹ còn nhớ không? không có lúc nào mà trọn vẹn hết á, chỉ có mình ở trong phòng rồi có chuyện gì thì nhảy vô nó nói, nó kể mình nghe vậy đó, rồi hay là nó hỏi ý kiến cái chuyện này chuyện nọ vậy thôi, chứ không có tâm sự gì nhiều, không có chuyện gì mà đặc biệt để mà bé tâm sự đó. Mình nghĩ đó cũng có thể là lý do mà mẹ đã can thiệp nhiều vào những cái vùng riêng tư của con, bởi vì cái thông tin đến từ con nó ít ỏi. Thực ra ngày hôm nay mình gặp được một cái cặp mẹ con mà nó đang đại diện cho một nhóm rất lớn về những cái dính mắc của phụ huynh, về yếu tố thời đại, về cái việc mình nuôi dạy con trong cái tuổi dậy thì là mình không yên tâm. Ngoài kia nó bày biện ra quá nhiều cái cho tuổi dậy thì để các ông bố bà mẹ không thể không lo. Câu chuyện về tình yêu, tuổi mới lớn, về bạo lực học đường, về những cái điều mà chỉ có tuổi trẻ nó mới hiểu với nhau, nhưng mà mình thì không hiểu, và mình sợ con mình không an toàn. Nhưng mà kết nối với con thì lại là một cái câu chuyện khác, để họ có thể tự tin rằng họ đồng hành được. Và từ đó dẫn đến cái hành động của mẹ Kim Yến mà mình nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều phụ huynh cảm thấy câu chuyện đó là của mình. Đó là việc mình bằng mọi cách và bằng mọi giá, lúc nào còn thao túng được cái quyền riêng tư của con thì mình phải làm cho hết. Từ cái việc là xài Facebook, giờ giấc, đi đâu, ăn gì, chơi với ai, vân vân. Và thực sự thì ba mẹ không sai, nhưng cảm giác của các con rõ ràng là không tích cực về điều này. Với lại mẹ Kim Yến biết sao, ở tuổi này có những đứa trẻ nó cũng còn vô tư lắm. Một phần là do nó chưa có lớn, một phần do cái tính của bé đó có thể nó cũng khá là hời hợt. Nhưng mà riêng đối với một đứa trẻ mà nó có xu hướng trở thành một diễn viên, và rất sớm nữa, đúng, thì nó lại càng nhạy cảm hơn những đứa bình thường. Cho nên á, là nếu như con của mẹ Kim Yến là một cô bé, một cậu bé giống như hồi nãy cô Ốc vừa liệt kê, thì lại không có vấn đề gì cả, thoải mái cho cả mẹ lẫn con. Nhưng vì con của mẹ Kim Yến là một cô bé đủ xinh xắn, đủ trưởng thành hơn so với cái tuổi của con hiện tại, và lại đủ nhạy cảm và thông minh với tố chất của một diễn viên, đâm ra là cái gì cũng lưu trữ ở trong cái bộ nhớ của con. Thành ra mẹ sẽ phải chủ động hơn trong cái chuyện mà nói chuyện với con. Nhiều khi đúng là cũng chẳng có cái chuyện gì quan trọng cả, nhưng mà một cái lời tâm sự về một cái món đồ con thật sự yêu thích, một cái kiểu tóc nào đó làm cho con cảm thấy rất là muốn được thay đổi mình vào lúc này, hay là một cái nơi con muốn đến, thậm chí là một cậu bạn nào đó con đang để ý. Cô Ốc nghĩ nó rất là quan trọng. Nhưng mà có thể là vì do trước đó nó lại không phải là thói quen của hai mẹ con, và mẹ cho rằng điều đó nó cũng có thể là không quá cần thiết, hoặc là cũng chẳng có gì quan trọng để nói. Đâm ra là nó có một cái gì đó nó vô hình đó, nó cản lại, làm cho bé nhiều khi bé muốn nói nhưng tự nhiên bé thấy cần nói không tay thôi khỏi đi. Đâm ra là nó mới dẫn đến cái ngày hôm nay. Cái chuyện này thì em nghĩ rằng là nó cũng không đến nỗi là khủng khiếp đâu mẹ, chỉ cần mình điều chỉnh một chút thôi. Nhưng mà nếu như mà mẹ mở lòng hơn với con một chút thì em nghĩ sẽ dễ hơn. Nhưng mà câu chuyện thì nó phải đến từ hai phía. Thế thì ví dụ như có một sự vụ gì đó, mẹ sẽ kỳ vọng cái điều gì ở Gia Linh trong cái việc kết nối với mẹ? Có một chuyện duy nhất thôi, là em muốn là bản thân ba anh em thương nhau, thương yêu nhau. Tại vì cảm thấy nó không có thương anh với lại em đó hay gây lộn. Mình lên nhắn tin nó nói là mẹ là thương anh chứ không có thương nó này nọ. Có lúc nào mẹ vô tình mẹ thiên vị không con trai vị gì hết mẹ? Tại vì cái tánh cái Gia Linh nó gây lộn với anh nó, rồi cái nó nói anh nó là bê bối xả đồ này nọ, thì mình cứ nói là cái chuyện đó là chuyện anh con làm được gì cho anh con thì con phải làm. Rồi mình nói ra cái nói mẹ bên anh hai rồi nó, rồi em đó nó cũng la thì đó, cái như là mà mình chỉ nói duy nhất một điều là mẹ bây giờ nó không ở với cha rồi, thì mẹ chỉ muốn là ba đứa anh em đã phải thương yêu nhau. Cái đó giống như một cái động lực để cho mình nuôi ba tụi nó. Tạm thời thì có thể là mẹ vẫn đang giữ một cái quan điểm về câu chuyện nuôi dạy con trai và con gái. Cái uất ức của Gia Linh là hợp lý. Hợp lý là bởi vì các con được trưởng thành trong một cái thời đại mà ở đó trách nhiệm của nam giới và nữ giới như nhau. Có thể là cái kỳ vọng của mẹ không sai, mẹ sẽ có những cái kỳ vọng tương ứng với cái việc nuôi dạy từng bạn. Nhưng mà với Gia Linh thì cái việc chấp nhận điều đó nó hơi vô lý. Và đó là lý do có thể con đã bị mặc định cái suy nghĩ là mẹ thương anh trai và em trai nhiều hơn thương mình. Tức là ở đây sai đúng tính sau, nhưng cái cơ sở trong suy nghĩ của Gia Linh là nó có cơ sở. Cái đó nó cũng chỉ là, tức là nó là một cái câu chuyện, nhưng mà nó lại bồi đắp vào cái khoảng cách, đúng, mà con đang cảm thấy con xa xa với mẹ đó. Mình nghĩ rằng là do hai mẹ con chưa thật sự mà dành cái thời gian dành cho nhau. Con theo con là do mẹ con cũng bận lắm nên là con cũng không có muốn tâm sự này nọ. Với lại những việc mà con làm được thì con sẽ làm, con không để mẹ con biết tại vì con sợ mẹ con sẽ bận tâm. Tại vì con cái điều mà con tự an ủi lúc mà con thấy kiểu như mẹ tâm sự với con là do mẹ bận quá. Nếu mà mình tự suy nghĩ được cái gì mình tự suy nghĩ, để sao mình làm những cái thực sự là nó tốt được rồi. Nói là ba anh em mẹ đều thương với nhau hết á. Thì con mình Gia Linh gái là đương nhiên phải thương Gia Linh nhiều hơn, nhưng mà nói với Gia Linh nhiều lắm rồi. Ví dụ như anh hai nhìn lớn vậy á, nhưng mà nó giống như còn bốc đồng, còn giống như nhỏ. Còn Gia Linh là tuy là nó nhỏ hơn hai, nhưng mà nó giống như chị hai, cái như nó biết suy nghĩ rồi biết có trách nhiệm dữ lắm, biết giọng, biết phụ mẹ rồi đó. Nói với Gia Linh vậy nên là thôi, những gì con làm được cho anh hai con làm. Nhưng mà chắc cuộc sống nhiều lúc nó lu bu là mình suy nghĩ nhiều quá. Đúng. Có nhiều cái Gia Linh cũng hỏi, nhưng xong rồi mình nói thôi được rồi, con thích thì con cứ làm đi. Chứ là mình không có giống như là mình không ngồi mình tâm sự hay là mình hỏi nhiều, mà chỉ Gia Linh hỏi mẹ con làm này thấy đấy, con thích không, con thích thì con cứ làm. Nói chung là cũng không có mà chú tâm nhiều lắm trong cái vấn đề đó vậy đó, nên nhiều lúc chắc nó buồn hoặc là nó mình không quan tâm tới cái sở thích nào vậy đó. Thực ra thì với những gia đình có nhiều con, các con hòa thuận luôn là một mong mỏi của các ông bố bà mẹ. Để các con thương nhau thì từ người bố, người mẹ, từ phụ huynh phải rất là minh bạch và công bằng. Thì sau đó cái tình yêu thương nó mới có thể gắn kết một cách được gọi là thuận lòng. Mẹ Kim Yến và bạn Gia Linh đại diện cho một nhóm phụ huynh rất đông trong cái sự mắc kẹt của cái gọi là sự tham vọng của người lớn, cái mưu cầu của người lớn, cái sự lo lắng của người lớn với cái tâm tư của các bạn trẻ. Nhưng mà nó đều dưới một chỗ là cả hai bên đều bị thiếu phương pháp. Và ngày hôm nay thì cái phương pháp quan trọng nhất mà mình muốn nói ở đây đó là cái việc đối thoại á, nó đã được bỏ qua cái thời gian vàng mất rồi. Chúng tôi vẫn hay nói về tuổi dậy thì, nhưng thực sự về bản chất chúng ta quan tâm vào tiền dậy thì nhiều hơn. Khi Gia Linh 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, nếu như toàn bộ những cái chia sẻ nó đã có, thì bây giờ khi Gia Linh 15 tuổi, nó mới có thể trở thành câu chuyện là cái gì con cũng có thể nói, và nói một cách rất chân thành, đầy đủ. Còn bây giờ thì con chỉ chọn cái chuyện gì vui vui, nhẹ nhàng, mà không bị gọi là không bị hỏi ngược lại, hoặc là không có bị rà soát thì con mới chia sẻ. Con sợ mẹ con bận tâm mấy chuyện đó, là con sợ. Muốn làm mẹ con yên tâm. Thế thì khi mà mẹ bận tâm thì có thể là trong cái sự gấp gáp của cơm áo gạo tiền, rất nhiều phụ huynh đã chọn cái cách là ấn định luôn một giải pháp. Điều đó có thể làm cho các bạn nhỏ cảm thấy không được thông hiểu và không chia sẻ nữa. Cho nên chốt lại thì mình vẫn hy vọng là Gia Linh với mẹ ngày hôm nay đã hiểu nhau nhiều hơn. Hai mẹ con sẽ có những cái cách để mình có thể điều chỉnh. Còn với những ông bố bà mẹ con chưa kịp dậy thì mình nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu là vừa rồi, không nên đợi. Không phải cuộc hội thoại nào cũng có thể đem lại kết quả ngay cái lần đầu tiên khi mà mình đã nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc như thế này. Cứ coi như là Gia Linh và mẹ bình thường không có cơ hội để mà nói hết như vậy, thì ngày hôm nay là một cơ hội và kết quả còn phía trước. Và chúng tôi cũng không thể nào ép họ ngay lập tức đưa ra là phải làm gì vào lúc này. Nhưng chúng tôi tin rằng với cái sự kết nối không thể thay thế được, đó chính là tình cảm mẹ con, thì mẹ Kim Yến sẽ biết cách điều chỉnh để mọi thứ nó điều hòa hơn với những đứa con của mình. Và bé Gia Linh đủ thông minh, đủ tinh tế, đủ nhạy cảm để hiểu mẹ cũng có những cái khó của mẹ. Và mong rằng là nếu mà lần sau chúng ta có gặp lại nhau thì hai mẹ con sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Việc đầu tiên là về bữa nay kết bạn Facebook đi. Hai người hai cái face riêng rồi, thì giờ hôm nay mình về mình kết bạn đi. Kết bạn xong rồi cái gì mình up á con, mình không tác cũng được. Thôi thì mong rằng là sau ngày hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Thưa quý vị, đối với chúng tôi đây vẫn là một kết quả mà chúng tôi cảm thấy cũng tạm thời là vui với điều đó. Ít nhất thì cũng đã có một cuộc đối thoại. Và hội thoại là một trong những cái cách kết nối tốt nhất giữa những thành viên trong gia đình, nhất là trong giai đoạn mà bé ở độ tuổi dậy thì như thế này. Và nhiều con em của chúng ta cũng đang ở trong độ tuổi này, đúng không ạ? Vậy thì mong rằng là quý vị khán giả, các phụ huynh sẽ biết cách để kết nối và hiểu cho các con của mình nhiều hơn. Cứ coi như một chút nắng, một chút mưa, một chút ương ngạnh của cái tuổi này thì thôi, chúng ta là người lớn, chúng ta sẽ bao dung hơn và hạ mình một chút trước con mình, thì Vân nghĩ cũng không có mất mát gì đâu. Xin cảm ơn mẹ Kim Yến và bé Gia Linh đã mang đến câu chuyện thực tế của mình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.